Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bình luận về vấn đề bất ngờ lực lượng ninja đen thần thánh của Triều Tiên xuất trận khiến Mỹ phải chùn bước bỏ về trong im lặng. Thưa các bạn, hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc hôm thứ Hai tuần này thông báo rằng Bắc Triều Tiên đã thành lập loại hình vũ trang mới, lực lượng đặc nhiệm chiến thuật có quân số không thua kém các lực lượng không quân và hải quân của nước này. Tại cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng vào ngày 15 tháng 4, các lính đặc nhiệm Bắc Triều Tiên đã xuất hiện với mũ gắn thiết bị nhìn đêm và bôi mặt ngụy trang. Không khí căng thẳng lơ lửng trên bán đảo Triều Tiên, nhà báo Alexander Kurolenko của Sputnik nhận xét, người Mỹ và các đồng minh của họ trong khu vực không khước từ giải pháp quân sự cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Về phía mình, Bình Nhưỡng cũng không định khoanh tay ngồi chờ đòn tấn công phủ đầu của Mỹ. Các đơn vị trinh sát và biệt kích đặc biệt tồn tại trong quân đội nhiều nước trên thế giới và sự xuất hiện của lực lượng đặc biệt Bắc Triều Tiên là phù hợp với quy luật. Thông thường, lính đặc nhiệm hỗ trợ các đơn vị bộ binh cổ điển trong hoạt động chiến đấu. Thành lập lực lượng đặc nhiệm độc lập là dự án quy mô lớn của Bình Nhưỡng, với dự tính sử dụng số lượng đáng kể các phương tiện và lực lượng đặc nhiệm trên lãnh thổ đối phương. Trong tất cả các môi trường và cấp độ công nghệ hoàn toàn mới, có nghĩa là nếu bị Mỹ và các đồng minh của Mỹ xâm lược, Bắc Triều Tiên sẽ sẵn sàng phản công, đối xứng tiêu diệt những mục tiêu quan trọng của đối phương ở hậu phương và trong vùng biển quốc tế. Theo hãng Yonhap ngày 17 tháng 4 cho biết, đây là lần đầu tiên Triều Tiên thành lập lực lượng đặc nhiệm trong một động thái rõ ràng là nhằm phô trương sức mạnh quân sự. Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên, giới quan sát cho rằng việc thành lập các lực lượng mới này là để đối phó lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Hàn Quốc vốn có nhiệm vụ loại bỏ ba lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp nổ ra xung đột. Theo Daily Mail của Anh, không ngẫu nhiên Triều Tiên ra mắt lực lượng này tại cuộc diễu binh tổ chức ngày 15 tháng 4. Lực lượng đặc nhiệm được đài truyền hình nhà nước Triều Tiên gọi tên sau các lực lượng hải quân, không quân và các lực lượng chiến sự. Sự biểu dương lực lượng và mức độ coi trọng đối với lực lượng này rõ ràng nhằm đối phó Mỹ và lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thượng tướng Kim Yong-bok, một cựu lãnh đạo của đơn vị 11 thuộc quân đội Triều Tiên, được cho là người đứng đầu lực lượng mới này do tên lửa của ông được nhắc tới cuộc diễu binh. Yonhap dẫn lời một nhà phân tích nói rằng lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên được thành lập nhằm bảo vệ đất nước trước nguy cơ đặc nhiệm Mỹ tham gia hạ bệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un khỏi quyền lực. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, đặc nhiệm Triều Tiên là lực lượng cực kỳ bí mật, được huấn luyện và trang bị rất tốt, có tính cơ động cao và có thể đảm nhiệm tiến hành các nhiệm vụ khó khăn trên bán đảo Triều Tiên, được thiết kế để thực hiện các chiến dịch phản ứng nhanh và phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng cho biết lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên có thể tác chiến thành các đơn vị chuyên biệt về trinh sát, đặc nhiệm đường không, đặc nhiệm công nước, biệt kích và các nhiệm vụ đặc biệt khác. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên hùng hồn tuyên bố rằng một khi lãnh đạo tối cao ra lệnh, họ sẽ nhận nhiệm vụ đâm lưỡi gươm xuyên qua tim kẻ thù, tựa tia sét đánh trên đỉnh Pictou, ngọn núi cao nhất Triều Tiên. Theo các chuyên gia được Yonhap tham khảo, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mới của Bắc Triều Tiên là ngăn chặn và phá hủy các hoạt động của lính đặc nhiệm Hàn Quốc và Mỹ, tiêu diệt ba lãnh đạo Triều Tiên có lẽ mới là một nhiệm vụ tối thiểu. Cuộc diễu hành của lực lượng đặc nhiệm Bắc Triều Tiên gây ấn tượng mạnh tới Lầu Năm Góc, đang lên kế hoạch cử cùng lúc 3 hàng không mẫu hạm đến bờ biển bán đảo Triều Tiên, một động thái chưa từng có. Hàng không mẫu hạm nguyên tử Kang Vision sẽ tiến vào vùng biển Nhật Bản ngày 25 tháng 4
Tiếp đến là Ronan Hugo, CVN-76, Nimitz CVN-68. Bình Nhưỡng không kỳ vọng lãnh thổ và tài nguyên khác, đơn giản là họ khai thác kinh nghiệm hoạt động của quân đội Mỹ, Nga và các nước. Theo ước tính, quân số lực lượng đặc nhiệm Bắc Triều Tiên khoảng 88-120.000 người. Theo Alexander Krolenko tin rằng, dưới hình thức lực lượng đặc nhiệm, các binh sĩ Triều Tiên nổi tiếng về tư chất huấn luyện chiến đấu và lòng trung thành sẽ trở thành trở ngại không hề nhỏ đối với bất cứ đối phương nào dù được trang bị đầy đủ công nghệ cao. Và cũng rất có thể một giải pháp hòa bình cho tình hình chiếm bán đảo Triều Tiên đang tới gần. Lúc này, Washington thậm chí từ chối thảo luận về đề xuất của Bình Nhưỡng đưa ra nhiều lần về ký kết hiệp ước hòa bình mà Mỹ vẫn duy trì ở Hàn Quốc hơn 28.000 quân nhân. Trong bối cảnh không đơn giản, nhiều năm đối đầu với quân sự và chính trị, Bắc Triều Tiên đã phát triển và thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và các tên lửa đạn đạo bất chấp lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mới đây, Hàn Quốc và Nhật Bản lại thông báo về vụ phóng tên lửa đạn đạo thất bại ở Bắc Triều Tiên. Thử nghiệm tiếp theo có thể diễn ra vào ngày 25 tháng 4 nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Vào hôm thứ Hai vừa qua, Mỹ đã đe dọa Bắc Triều Tiên những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nếu có hành động khiêu khích mới. Thưa các bạn, không những vì Ninja Đen, trước khi Tổng thống Donald Trump quyết định có tấn công Triều Tiên hay không, Mỹ cần nhận ra rằng Bình Nhưỡng đích thực là một đối thủ đáng gờm. Bên cạnh vũ khí hạt nhân, Triều Tiên hiện sở hữu các hệ thống phòng không được đánh giá là khá tiên tiến. Hơn nữa, Bình Nhưỡng còn đưa ra nhiều biện pháp để đối phó với bất kỳ cuộc không kích nào từ Mỹ mà có thể khởi động trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trong giai đoạn 1950-1953, không quân và hải quân Mỹ đã có các chiến dịch nhằm săn phẳng Triều Tiên. Do đó, người dân Triều Tiên hẳn đã có 65 năm bàn luận về cách thức làm thế nào để điều đó không tái diễn. Trong đó là việc đào hàng loạt nơi trú bom và đường hầm. Thiếu tướng Mỹ về hưu Mike McDavid, nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ nhận định. Bên cạnh việc củng cố hạ tầng, Bình Nhưỡng cũng đầu tư các hệ thống phòng không tiên tiến, trong khi đa hệ số hệ thống phòng không mà Triều Tiên hiện sở hữu là các hệ thống của Liên Xô trước đây. Nước này cũng đã sản xuất các vũ khí nội địa có uy lực đáng gờm. Họ có tên lửa đất đối không của Liên Xô như S-75, S-125, S-200, Kavadrat có thể hoạt động trong điều kiện cả tốt và xấu. Chuyên gia Vasily Kasin của Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế, Trường Kinh tế Moscow nói với tờ National Interest. Theo ông Kasin, Triều Tiên từng tự sản xuất S-75 và hệ thống có thể đã được nâng cấp đáng kể. Ngoài ra, kể từ đầu những năm 2010, Triều Tiên bắt đầu triển khai hệ thống phòng không nội địa hiện đại được Mỹ và Hàn Quốc gọi là KN-06. Hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống KN-06, nhưng vũ khí Triều Tiên làm hệ thống có khả năng đáng kinh ngạc, tương tự như phiên bản đời đầu của S-300 của Nga. Mạng lưới phòng không tầm thấp của Triều Tiên cũng tương đối mạnh. Dù hệ thống đã trở nên cũ kỹ, họ sở hữu số lượng khổng lồ tên lửa vác vai Manpad từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất. Bên cạnh đó là hàng nghìn khẩu pháo cao xạ với cỡ nòng từ 23-57mm. Không quân Triều Tiên KPAAF có quy mô lớn, sở hữu 947 bay, xếp loại thứ 10 trên thế giới. Tuy nhiên, lực lượng này được trang bị chủ yếu những loại máy bay cũ có sản xuất từ Liên Xô và Trung Quốc. Loại máy bay hiện đại nhất trong biên chế KPAAF là tiêm kích MiG-29, số lượng từ 16-35 chiếc. Triều Tiên sở hữu mẫu MiG-29B và MiG-29UB cơ bản, cùng khoảng 3 chiếc MiG-29S nâng cấp. Máy bay Triều Tiên được trang bị vũ khí chính là tên lửa tầm trung R-27R và tầm ngắn R-60MK, thay vì R-73 như các tiêm kích MiG-29 của nước ngoài. Một điểm yếu của phi đội MiG-29 là khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp do không mua được phụ tùng thay thế. Bên cạnh đó, số giờ bay của phi công Triều Tiên cũng khá thấp so với Mỹ và Hàn Quốc.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.